lặp nhau ngán mèo nhảy ra ngoài. Cô gái bỏ cả xe máy làm hành động bất chấp dòng xe cộ đông đúc, nguy hiểm tính mạng. Chó, mèo là các động vật cưng và được nhiều người yêu mến coi như người bạn. Nhiều người lo cho chúng từ bữa ăn, giấc ngủ, ốm đau, mua quần áo, đưa đi chơi. Sự quan tâm của họ khiến cho không ít người phải choáng váng. Mới đây, cư dân mạng xôn xao clip về một cô gái đi xe máy trên đường thì mèo nhảy ra khỏi xe. Ngay lập tức, cô gái không quan tâm dòng xe cộ xung quanh đang di chuyển nhanh, ngay lập tức nhảy xuống rồi vứt cả xe giữa đường chạy theo để ôm mèo. Sự việc khiến cho tài xế ô tô đang đi tới cũng phải phanh lại. Tuy nhiên, sau khi ôm được mèo, cô gái không hề xin lỗi gây cản trở cho ô tô đang di chuyển mà chạy lại xe máy ngay. Hành động này đang khiến cho cư dân mạng lên án và cho rằng thiếu tôn trọng người khác. Đa số ý kiến cho rằng chó mèo là động vật cưng, ai cũng có quyền yêu thương chúng, nhưng yêu đến mức bỏ cả xe để chạy theo mèo là quá đà. Bởi giữa đường đông đúc như vậy, bỏ xe lại và vội chạy đi ôm mèo có thể gây tai nạn ảnh hưởng người khác. Nam tài xế đã dừng xe để giúp cô gái ôm mèo thì cũng nên có hành động cúi đầu hay nói lời cảm ơn đúng mực. Một cư dân mạng thẳng thắn, may là không ai bị thương đấy. Không bảo nói gở chứ chẳng may có vấn đề gì lại bảo tại sao nó lại rồi khóa nó lại nữa. Vì thú nuôi mà ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Một người khác bày tỏ, chó, mèo là bạn của con người, cứu bạn là điều nên làm rồi, nhưng không nên bất chấp nguy hiểm như vậy. Chứ chả may gây tai nạn liên hoàn thì mấy chủ xe đền cho chị gái con mèo mới, chị gái đền xe với nhân mạng lại cho họ. Một cô gái thẳng thắn, biết là thương động vật nhưng tính mạng con người vẫn quan trọng hơn. Đường đâu phải chỉ mỗi nhà bạn đi, đến lúc có chuyện gì không may xảy ra ai chịu trách nhiệm DC cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Đa Chiều để cập nhật các tin tức nóng hổi mỗi ngày.